Đại hội thể dục thể thao xã Xuân Liên lần thứ 9 cũng đã thu hút trên 200 vận động viên tham gia thi đấu 3 môn, bao gồm bóng đá thiếu niên, bóng chuyền hơi nam nữ và kéo co. Những năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở Xuân Liên đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa ngày càng tăng. Năm 2021, Xuân Liên có 100% thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa, 89% gia đình đạt gia đình văn hóa. Xã có nhiều câu lạc bộ phát triển như câu lạc bộ thơ ca, câu lạc bộ dưỡng sinh, bóng đá nữ, cờ tướng, dân vũ. Các câu lạc bộ được đánh giá hoạt động hiệu quả, thu hút đông đảo hội viên, nhân dân tham gia, tạo không khí phấn khởi thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội. Thông qua đại hội lần này nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại và tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham gia tại đại hội thể dục thể thao huyện sắp tới.